Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 313. 313 là một cây linh sam đao điểm ho tím thơm. Sống khỏe bám đá luôn nha. Đây, bám đá rất là chắc. Đây, những cái rễ nó bám rất là chắc luôn nha. Nói chung để mà có được ngày hôm nay thì mình đã đầu tư trước đây, cách đây 3-4 năm rồi. Những cái dòng mà nhân tạo thì phải trải qua thời gian rất là dài. Nói chung nhân tạo hay tự nhiên gì cũng vậy thôi. Trải qua thời gian khá là dài thì mới có những cái tác phẩm đẹp. Có những tác phẩm từ đời này qua đời khác luôn. Rồi cái này có hoành, tổng hoành ngay chỗ này 55. Cây cao là 28. Đang nằm chậu tàu, lọt lòng 28 luôn nha. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu là 2000k bao ship luôn. 2000k bao ship luôn chậu nha. Là một cây linh sam bám đá rất là đẹp, rất là già luôn. Về mình làm tay cành nữa là ok thôi. Rất cổ điển và hiện đại luôn nha. ₺2000 bao ship. Rồi em vừa xin qua cây này luôn.